Nhưng mà cậu ra đây ngoài ngồi này, cậu ra ngoài ngồi. Thành ơi, có là cho chị chịu à? Không, không có gì đâu. Tao không làm gì, tao chưa làm gì đâu. Có lại cho một ba chụp ảnh. Có chụp đâu? 50 này. Quay đầu Thành nhé. Thành ơi, đem về cho mẹ Yến xem nhá. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm, nói đi. Này Minh Ngọc ơi, sao phải con bước lâu lắm đấy, đừng có bắt tớ. Dạ. Cô Yến xem đấy. Đem về cho mẹ Yến xem. Thành ơi, tao cái Thành ơi. Thành. Mày! Sao không cái gì mà? Thì như này. Rồi rồi đi mẹ đi. Hả? Thôi. Thôi. Thất vọng. Trời ơi. Cái gì vậy? Miệt mài, miệt mài.